Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo trang tin Military Watch, không quân Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa không đối đất KH-59MK2 mới để hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra ở Ukraine. Loại tên lửa không đối đất mới này, tên lửa được phóng từ các máy bay quân sự, được thiết kế đặc biệt cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 Ba tên lửa Kh-59MK2 được phóng nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine trong đêm mùng 7 và mùng 8 tháng 2. Điều này có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiến đấu cơ Su-57 đã tham gia các cuộc tấn công chính xác. Tên lửa Kh-59MK2 được thiết kế làm vũ khí không đối đất chính của máy bay chiến đấu để vô hiệu hóa các mục tiêu nhỏ ở tầm xa gần 300 km. Tên lửa sử dụng đầu đạn xuyên thấu nặng 320 kg nhưng cũng có thể được trang bị đầu đạn nhỏ hơn, được thiết kế để tác động đến các mục tiêu trên phạm vi rộng hơn. Tên lửa hành trình chiến thuật KH-59MK2 được phát triển bởi công ty Raduga thuộc tập đoàn tên lửa chiến thuật KRTV của Nga. Tổ hợp KH-59MK2 được chỉnh sửa toàn diện từ năm 2015 nhằm tích hợp tính năng tàng hình trước radar và cảm biến tầm nhiệt của đối phương đồng thời cho phép tên lửa nằm gọn trong khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình Su-57. Phiên bản KH-59MK2 nâng cấp dành cho không quân Nga được Raduga đổi tên thành KH-69, nhằm thể hiện đây là thiết kế gần như mới hoàn toàn so với các quả đạn có sẵn trong biên chế. Ngoài Su-57, các chiến đấu cơ như MiG-29K, Su-30, Su-34 và Su-35S cũng có thể sử dụng loại tên lửa này. KH-69 được thiết kế để tập kích các mục tiêu kiên cố với tầm bắn ước tính trên 300 km và tốc độ hành trình 1.000 km một giờ. Tọa độ mục tiêu có thể được nạp vào quả đạn trước khi máy bay cất cánh hoặc cập nhật trong chuyến bay. Mỗi tên lửa được trang bị đầu đạn chùm hoặc xuyên phá bê tông nặng 300 kg. Rogoway nhận xét, KH-69 là bước tiến công nghệ đáng kể nếu so sánh với các mẫu tên lửa không đối đất chiến thuật đang được sử dụng hiện nay. Nó có độ chính xác, tầm bay và khả năng sống sót vượt trội dù chi phí sản xuất cao hơn nhiều. Các chuyên gia phương Tây cho rằng KH-69 phù hợp với nhiệm vụ tập kích mục tiêu được bảo vệ bởi lưới phòng không dày đặc ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, nhất là khi Kiev đang triển khai nhiều tổ hợp tên lửa hiện đại của phương Tây. Tấm bắn lớn cho phép nhiều loại máy bay Nga khai hỏa từ khoảng cách an toàn, không phải tiến vào ô phòng không của đối phương. Rogoway cho hay động lực chủ đạo để Nga triển khai những vũ khí mới như KH-69 là thử nghiệm khả năng của chúng trong môi trường tác chiến thực tế. Điều này giúp hoàn thiện chiến thuật sử dụng và khắc phục các vấn đề chưa được phát hiện khi thử nghiệm. Kết quả chiến đấu cũng giúp Moscow quyết định loại vũ khí nào được ưu tiên sản xuất hàng loạt, nhất là trong điều kiện hạn chế về năng lực xuất xưởng vũ khí công nghệ cao. Vừa qua, Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty của Ukraine về việc sản xuất đạn pháo tại quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, vì lý do an ninh nên tên của công ty đối tác và kế hoạch địa điểm sản xuất chưa được tiết lộ. Thỏa thuận được ký bên lề hội nghị an ninh Munich 2024 đang diễn ra tại bang Bayern giữa Bộ trưởng Công nghiệp Ukraine Alexander Kamysin và giám đốc điều hành Rheinmetall, ông Amin Papperger. Phát biểu sau lễ ký, ông Papperger cho biết, tập đoàn Rheinmetall sẽ nắm giữ 51% liên doanh, còn đối tác Ukraine nắm giữ 49%. Liên doanh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường đáng kể nguồn lực quốc phòng cho Ukraine cũng như tăng cường an ninh cho châu Âu. Đáng chú ý, đây là liên doanh thứ hai của Rheinmetall tại Ukraine sau khi liên doanh đầu tiên được ký kết tháng 10 năm ngoái với công ty nhà nước UDI để sửa chữa các phương tiện quân sự, bước đầu tiên trong việc sản xuất quốc phòng. Theo một số nguồn tin, vừa qua Đức khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại khu phức hợp công nghiệp của Rheinmetall ở thị trấn Utelus, bang Niedersachsen. Nhà máy này đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO, có thể sử dụng trong nhiều hệ thống pháo binh, với sản lượng cao nhất là 200.000 đơn vị một năm. Rheinmetall là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới, bắt đầu tăng cường hoạt động sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi năm 2022. Nhu cầu đạn dược của Kiev làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và khiến các nhà sản xuất châu Âu phải vật lộn để đáp ứng. Mới đây nhất, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Theo đó, Berlin sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,13 tỷ euro, tức khoảng 1,22 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Bộ Quốc phòng Đức cho biết danh mục viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine bao gồm 120.000 đạn pháo cỡ nòng 122 mm và 100 tên lửa Iris-T SLS bàn giao trong năm nay, cũng như hệ thống phòng không SkyNet thứ hai bàn giao vào năm 2025. Ngoài ra, Đức sẽ cung cấp thêm 18 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, một trong những loại pháo mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội nước này cho Ukraine trong các năm 2026 và 2027. Thủ tướng Scholz đánh giá việc ký kết thỏa thuận là một bước đi lịch sử. Nó cho thấy rõ rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ nước này trước chiến dịch của Nga. Ông nói thêm rằng, nếu trong tương lai Nga có một hành động gây hấn khác, chúng tôi đồng ý tiếp tục hỗ trợ chi tiết về ngoại giao, kinh tế và quân sự. Tổng thống Zelensky cho hay Khoản viện trợ này rất quan trọng vì nguồn cung cấp quân sự từ các đối tác khác đã giảm, trong khi Nga có lợi thế về pháo binh ở tiền tuyến. Lễ ký kết thỏa thuận an ninh song phương giữa Đức và Ukraine diễn ra tại thủ đô Berlin. Cùng ngày khai mạc hội nghị an ninh Munich MSC 2024 ở thành phố miền nam nước Đức Munich. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky sau lễ ký thỏa thuận an ninh song phương, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong dài hạn. Khi cuộc xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi mới đối với các đồng minh phương Tây về việc hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Kiev tại hội nghị An ninh Munich. Được biết, chuyến công du châu Âu của tổng thống Zelensky diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Ukraine phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng ở tiền tuyến miền Đông vì tình trạng thiếu đạn dược và các cuộc tấn công mới từ phía Nga. Diễn biến hiện tại của bầu cử Mỹ năm 2024 cho thấy, hầu như không nghi ngờ gì sẽ là cuộc tái đấu giữa tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu vì một lý do nào đó, một trong hai ứng viên của lưỡng đảng không thể tham gia cuộc bầu cử Mỹ năm 2024? Theo phân tích của một số chuyên gia, dù hiện chưa có thông tin gì cho thấy xảy ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với cả hai ứng viên, số liệu thống kê y học cho thấy cả hai đối mặt nguy cơ tăng cao đến từ tuổi tác. Tổng thống Biden bước vào năm bầu cử ở tuổi 82, còn ông Trump cũng 78 tuổi. Vì thế, tình trạng sức khỏe hoặc thậm chí tử vong có thể là nguyên nhân chính buộc một trong hai ứng viên phải từ bỏ đường đua. Theo AFP hôm 18 tháng 2, về khả năng tự nguyện rời khỏi đường đua của hai ứng viên này. Nhà chiến lược chính trị Rachel Baiker của Đảng Dân chủ gọi đây là sự tưởng tượng vô cùng lố bịch. Để chính thức chọn ra ứng viên tham gia đường đua lưỡng đảng và Nhà Trắng, các đại diện của từng tiểu bang sẽ tham gia đại hội đảng vào mùa hè và bỏ phiếu dựa trên kết quả bầu cử sơ bộ. Trong trường hợp ông Biden hoặc ông Trump rời đường đua trước khi chấm dứt quá trình bầu cử sơ bộ, quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào các đại biểu tham dự đại hội đảng. Bên cạnh đó, về phía đảng Cộng Hòa, RNC đang diễn ra cuộc cải tổ và ông Trump đề nghị con dâu Lara Trump, vợ của con trai thứ ba Eric Trump, vào vị trí chủ tịch. Nếu thành công, ông Trump được dự đoán sẽ có ảnh hưởng lớn trong việc chọn ra ứng viên thay thế mình tranh cử. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là ứng viên sáng giá có thể thay thế trong trường hợp ông Biden không thể tranh cử. Ngoài ra, trong một cuộc thăm dò gần đây của ABC News Ipsos cho thấy 86% người Mỹ cho rằng ông Biden 81 tuổi thuộc đảng Dân Chủ đã quá già để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống. Trong khi đó, 62% người Mỹ cũng cho rằng ông Donald Trump 77 tuổi, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa đã quá già để làm tổng thống. Có sự khác biệt lớn trong cách các đảng nhìn nhận về ứng viên được đề cử, như 73% đảng viên đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden quá già và tỷ lệ này ở đảng Cộng Hòa là 35% đối với ông Trump mối lo ngại về tuổi tác của hai ứng cử viên càng gia tăng. Ban tổ chức chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở tài khoản TikTok nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Tài khoản đã có 10.900 người theo dõi. Việc ra mắt chiến dịch trên TikTok rất đáng chú ý vì ứng dụng này thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Biden, và nó đang nằm trong tầm ngắm ở Mỹ vì những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia. Một số nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã kêu gọi cấm ứng dụng này vì lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc tác động đến những nội dung hiển thị trên ứng dụng. Vào năm 2023, chính quyền ông Biden đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ loại bỏ TikTok khỏi điện thoại và thiết bị điện tử thuộc sở hữu của chính phủ liên bang. TikTok khẳng định sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Washington với chính phủ Trung Quốc và đã thực hiện các biện pháp đáng kể để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Các cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, họ sẽ tiếp tục tiếp xúc các cử tri bao gồm cả trên các ứng dụng truyền thông xã hội khác như instagram và kể cả chút social thuộc sở hữu của cựu tổng thống mỹ donald trump